Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức theo nguyện vọng cá nhân. Kính thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định cho thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại hội nghị bất thường chiều ngày 17 tháng 1. Theo Văn phòng Trung ương Đảng, chiều ngày 17 tháng 1, Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị bất thường xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Trung ương Đảng cũng khẳng định ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các khóa, tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phúc đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 đồng chí phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho hay, ông Nguyễn Xuân Phúc, năm nay 69 tuổi, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954, quê quán ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trình độ cử nhân kinh tế. Ông là cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vào năm 1978. Ông từng học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore trong giai đoạn làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông từng học tiếng Nga và tiếng Anh. Ông Nguyễn Xuân Phúc vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1982 là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12 và 13. Ông tham gia Trung ương lần đầu năm 52 tuổi, tham gia Bộ Chính trị lần đầu năm 57 tuổi. Ông Phúc cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 13 và 14. Từ khi tham gia Ban chấp hành Trung ương năm 2006, ông Phúc giữ các cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm, rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng từ năm 2011 và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau Đại hội 13 của Đảng, ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, trở thành Thủ tướng đầu tiên được bầu làm Chủ tịch nước kể từ năm 1945. Lĩnh vực công tác của 3 Phó Thủ tướng. Kính thưa quý vị, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng, trong đó lĩnh vực phụ trách của ông Lê Văn Thành được giao cho 3 người còn lại trong thời gian ông vắng mặt. Quyết định được Thủ tướng ký ban hành vào ngày 15 tháng 1, chưa phân công Phó Thủ tướng thường trực. Lĩnh vực phụ trách của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái không thay đổi so với hồi tháng 9 năm 2021 là chỉ đạo khối kinh tế tổng hợp gồm kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ nhà nước, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Ông Khái cũng phụ trách chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của nhà nước, phát hành công trái phiếu chính phủ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Ông phụ trách việc phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi và chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng, Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi. Ngoài ra, ông Khái còn chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại, xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn cung xăng dầu, dịch vụ logistics, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực trước đây ông Vũ Đức Đam phụ trách, bao gồm giáo dục, đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Ông Hà theo dõi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng kiêm thêm một phần công việc của ông Lê Văn Thành là công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Các bộ ông Hà theo dõi thêm là công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Ông kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian chờ kiện toàn nhân sự đơn vị này. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phụ trách các lĩnh vực trước đây, ông Phạm Bình Minh đảm nhiệm, gồm xây dựng thể chế, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, ngoại giao và quan hệ đối ngoại, bao gồm đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, hỗ trợ phát triển chính thức và vận động vốn vay ưu đãi, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, hội nhập quốc tế, theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương, cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế. Ông Quang cũng phụ trách đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực, công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông, hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam, các vấn đề về nhân quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc xá, phối hợp công tác giữa chính phủ với Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Ông Quang chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc. Trong thời gian ông Lê Văn Thành vắng mặt, ông Quang sẽ giải quyết công việc liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 4 năm 2021, sau khi chính phủ được kiện toàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu phân công nhiệm vụ của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Khi đó, chính phủ gồm 5 Phó Thủ tướng là các ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Tháng 9 năm 2021, khi chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 được kiện toàn, ông Trương Hòa Bình nghỉ hưu, Thủ tướng phân công lại nhiệm vụ của Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng. Hiện nay, lãnh đạo chính phủ lần thứ 3 phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng do các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm. Ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà được phê chuẩn làm Phó Thủ tướng. Chính phủ vẫn gồm 4 Phó Thủ tướng, nhưng trong thời gian Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vắng mặt, các lĩnh vực ông đảm nhận được chia cho các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang phụ trách. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.